Dạ vâng, cửa hàng nông ngư công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nha. Hôm nay thì đến hẹn lại lên à. Vâng, và hôm nay thì cả chúng em lại tiếp tục xin giới thiệu cho các bác tiếp một lô máy cơ xích thoải mái cho các bác lựa chọn các bác nha. Hôm nay thì cửa hàng chúng em gồm có là 12 con. 12 con máy cơ xích hàng bãi Nhật các bác nhá. Bãi Nhật, tình trạng máy móc cam kết cho các bác lô này là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Đó, và lô này cửa hàng chúng em hôm nay là hoàn toàn miễn phí ship các bác nhá. Hoàn toàn miễn phí ship và lô máy cưa của bên em là không cần cọc. Các bác chỉ cần vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em tua đi tua lại xem thực sự mà cảm thấy ưng ý con nào, muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ qua chúng em để đặt hàng. Các bác chỉ cần để lại cho địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác. Nhận hàng, các bác kiểm tra hàng đúng máy ở trên video thì các bác thanh toán tiền cho người ship code giúp cho em các nhé. Và đơn vị gửi hàng chúng em là gửi bên bưu điện các bác nha. Bên bưu điện thì cực kỳ uy tín rồi. Hàng tới tay các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác thanh toán cho bưu tá. Đó. Hôm nay thì chúng em lên là lô D ạ. À. Đánh dấu là lô D1, từ D1 cho tới D12 các bác nhá. Hình thức thì các bác ưng ý con nào thì đọc giúp cho em cái mã máy mà em đã đề ở trên từng con rồi đấy ạ. Đó, ví dụ là đây, các bác chốt con D1 chẳng hạn thì con ST này chẳng hạn thì cửa hàng chúng em là đánh dấu này là D1 này. Đó, các bác đọc cho em cái mã này là thôi, là em biết ngay là các bác muốn lựa chọn con nào rồi thì cho nó tiện các bác nhá. Tại vì trên này thì nó rất là nhiều máy, đôi khi các bác đọc loại máy thì nó không thật sự chính xác kìa. Đó. Và chúng em thì bên em là có bán sản phẩm nhớt kèm theo các bác nhá. Đây là nhớt Sài Gòn Petro, hàng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, uy tín tại Việt Nam rồi. Đó, đây là cửa hàng chúng em bán nhớt kèm theo máy các bác nhá. Các bác nào mà chỗ các bác nào mà mua nhớt khó khăn cũng như là không dám đảm bảo về cái nhớt mà nó chuẩn để về sử dụng máy ấy, thì các bác nên mua máy rồi đặt luôn thêm một chai nhớt. Chai nhớt này hiện tại thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 90.000 một chai các bác nhá. Đó, về có thể sử dụng máy luôn thì kèm theo máy thì có thể đảm bảo cây máy nhất. Đấy. Về sử dụng thì cho nó được đảm bảo cây máy, đôi khi các bác mua phải nhớt giả, nhớt kém chất lượng thì nó sẽ làm giảm độ bền của máy đi, cũng như là đôi khi gặp máy nào nhớt chai nhớt đều thì có khi là hỏng cả máy nữa. Đấy, thì các bác chỗ các bác nào mà thật sự đi mua nhớt cũng như là khó khăn cũng như là không am hiểu về nhớt máy thì nên đặt luôn nhớt của bên em cho nó đảm bảo nhất các bác nhá. Đó. Thôi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để giới thiệu từng cây một cho các bác xem qua cũng như là giật test nổ các bác nhá. Dạ vâng, cây máy đầu tiên là con được ký hiệu là D1 các bác nhá. Dòng máy cơ Estin 210, nòng 40mm, công suất 40cc các bác nhá. Hệ Estin mang thương hiệu của Đức, tình trạng máy móc con này đời cực kỳ cao luôn. Đó, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Lam thì nguyên zin của nó, lam mặt cắt là được 40 phân. Xích theo xích thì cửa hàng đã chúng em đã lên luôn một sợi xích mới cho các bác rồi. Đó. Lên luôn một sợi xích mới đét luôn các bác nhá. Còn cây lam vẫn là nguyên zin của nó, lam chuẩn Estin, mặt cắt được 40 cm. Đó. Quá đẹp đúng không các bác? Tình trạng con Estin 210C nguyên zin con này thì hiện tại cửa hàng chúng em đang bán với giá là 4 triệu đồng, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Dạ vâng, xin lỗi các bác, cái đang quay dở thì em bên ngoài lại có khách tí, buộc phải em phải ra tiếp khách một tí xíu, thì về trời ngoài trời thì lại đang lác đác vài hạt mưa thì đôi khi cái máy nó hơi bị ướt một tí xíu, thì các bác thông cảm giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. Đấy, rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con 210 này cho các bác nghe qua tiếng máy.
máy chạy thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Con D1 giá 4 triệu đồng, các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng, qua tiếp con D2 các bác nhá. D2 là một con máy cưa Sittin 020, cửa hàng chúng em bán giá là 3.400.000. Sittin 020 chuẩn made in Germany này, hàng bãi Đức các bác nhá. Có phần tay nắm thì nó hơi bị cháy cháy một tí xíu thì nó không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Con này tích hợp một ốc lam. Lam của nó mặt cắt là được 40 các bác nhá. Lam mặt cắt là được 40 phân. Lam xích nguyên zin của nó, xích là xài xích chung 91, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên ạ. Thắng xích đầy sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Con này thì công nòng 40 ly nhưng mà công suất của con này thì có 36cc thôi các bác nhá. 36cc thôi. Rất là phù hợp cho các bác nào mà nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng khai thác cỡ vừa và nhỏ. Đấy, con này thì rất là phù hợp cho khai thác cỡ vừa và nhỏ. Công suất 36cc. Sittin 020. Xích thì sử dụng đầy đủ nguyên, được ký hiệu là D2, giá 3.400.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đó, các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em các bác nhé. Dạ vâng, qua tiếp là con D3. Con D3 là một con máy cưa Sittin 170C. Con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực nhưng mà được tích hợp của nó là núm bơm xả áp. Có tích hợp xả áp và ốp lam tăng chỉnh xích nhanh các bác nhá. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh á. Nó cực kỳ chắc chắn cũng như là tiện lợi luôn, không cần phải sử dụng típ gì cả. Tháo lắp bằng tay cực kỳ tiện lợi và rõ nhanh chóng. Đó, mặt tiền của nó đây. Con này thì nòng 37 ly các bác nhá. Nhỏ nhẹ để cho các bác phải sử dụng gia đình thôi ạ. Con này là sử dụng gia đình nhá các bác nhá. Sử dụng cắt cây nhỏ nhẹ thôi, không khai thác được các bác nhá. Đó, nhiều các bác lại không xem kỹ video lại cứ tưởng con này là dòng cưa khai thác, khi mà các bác đặt hàng rồi thì lại bảo là con này khai thác không được, kéo cỡ là đường kính cây gỗ cắt rồi gỗ 70 đến 1 mét thì sao mà cắt nổi được con này các bác nha. Đó, làm con này mặt cắt là được 40 phân xích thì cửa hàng đã chúng em đã lên luôn cho một sợi xích mới luôn rồi. Cây lam xích của nó nguyên zin cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Được ký hiệu là D3, giá nó là 3.100.000. Đó. Xích thì sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Các bác nào ưng ý con này thì hãy liên hệ qua cửa hàng chúng em và đọc giúp em là mã là D3 các bác nhá, giá 3.100.000 ạ. Ồ, dạ rồi, qua tiếp là con này là lộn mất, cửa hàng chúng em lộn mất con này, vừa nãy con kia là con D3 mà lại đánh dấu tiếp con này là con D3 tiếp. Xin phép các bác thì con này từ cửa hàng chúng em đánh dấu là D13 đi nha. Đó. D13. D13 các bác nhá. Đó, các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ qua cửa hàng. Cửa hàng chúng em đọc giúp cho em mã con này là con D13 các bác nhá. D13 giá 3.300.000. Một con máy cưa xích Sittin 170C. Con này nó giống hệt y hệt con D3 các bác nhá. Con D3 trước ạ. Nhưng mà con này được tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực này. Đó. Ốp lam là hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 19.
không có xả áp nhưng mà được tích hợp chụp giật trợ lực. Đó cũng là dòng 170C nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình. Đó, làm con này thì mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Đó, nguyên zin nguyên bản, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên từ A tới Z. Con này cửa hàng chúng em bán giá là 3.300.000, D13 các bác nhá. Đọc rõ giúp cho em là con D13 chứ không phải là con D3 các bác nhá. Giá 3.300.000 cho một con D13. Đó. Dạ vâng, kế tiếp là con D4. D4 các bác nhá. Con D4 một con máy cưa, con này là dòng cưa khai thác tầm trung Estin 021C các bác ạ. Con này là dòng Estin 021C, nóng 40 ly, công suất 40cc các bác nhá. Được ký hiệu là D4, giá 3.800.000, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, có tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, rất là tiện lợi, không cần phải tháo ráp bằng típ mở gì cả, vặn bằng tay là ra luôn. Lam con này mặt cắt là được 35 phân, 35 phân xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Đó, nguyên zin theo bản của cây máy. Mặt tiền của nó đây, con này thì khá là đẹp. Đó, dòng mang thương hiệu của Đức, giá 3.800.000 về cho các bác khai thác tầm trung Estin 021C các bác ạ. Giá 3.800.000 cho con D4 các bác nhé. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ trực tiếp của em, đọc giúp cho em là mã là D4. Dạ vâng, qua tiếp con D5 là một con máy cưa Sittin MS200. Con này dòng cưa Sittin MS200 và 020 thì nó hoàn toàn giống nhau các bác nhé. Chỉ khác là con này là sản xuất đời sau này, là đời mới như bây giờ. Còn con 020 là con đời trước, là hệ đời đầu các bác nhé. Dòng này là công suất của nó nòng cũng 40 ly, công suất 36cc. Đó, 36cc Estin MS200. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là D5. Giá 3.500.000 các bác nhé. 3.500.000. Máy móc thì nó cũng na ná, hoàn toàn giống con 020, là con D, là con D2 các bác ạ. Đó, ngoài trời nó mưa nhỏ nhỏ thì cố gắng làm cái video quay nhanh cho các bác nhé. Đôi khi cái cây máy thì nó hơi bị ướt một tí xíu thì các bác vui lòng thông cảm giúp cửa hàng chúng em các bác nhé. D5 giá 3.500.000, các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng, qua tiếp con D6 các bác nhé. D6 là một con máy Maruyama các bác nhé. Maruyama hàng MC30A. Máy móc hệ tay dài nhỏ gọn cho các bác nào mà sử dụng gia đình, cắt ít, cắt tỉa vườn nhà đồ linh tinh thôi. Con này lam, con này là mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt con này là đặc 35 phân, cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là D6, giá 1.950.000 các bác nhá. Máy thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Tình trạng nguyên zin nguyên bản.
Dạ vâng, qua tiếp là một con tay dài nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình tiếp các bác nhé. Một con máy cưa Echokeurit, con này là 3.000 các bác nhé. Echokeurit 3.000 công suất 30cc, tích hợp hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhé. Đó, tình trạng nguyên zin nguyên bản, hàng Nhật bãi nội địa. Echokeurit là thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Xích con này là xài xích mini nhỏ gọn các bác nhá. Xích mini nhỏ gọn lam, con này mặt cắt là được 30 phân ạ. Đó, 30 phân. Con này thì cửa hàng chúng em bán giá được ký hiệu là D7, giá 1.800.000 các bác nhá. Dạ vâng, qua con D7 là con D8, cũng là một con máy cưa Echokeurit. Con này là Echokeurit 3.400 các bác nhá. Công suất nòng lớn hơn con 3.000 là con D7 đấy ạ. Đó, giá con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.150.000. Đó, 2.150.000 các bác nhá. Con D7 là công suất 30cc, nhưng mà con này thì công suất của nó là 33.4cc các bác nhá. Làm tròn là 34cc ạ. Làm xích tình trạng nguyên zin của nó này, lam của nó vẫn là 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn, có tích hợp cho các bác luôn núm mương xăng phụ các bác nhá. Có tích hợp núm mương xăng phụ cũng như là xả áp ở đây. Cái này xả áp nó giống thay thế như kiểu là một cái chụp giật trợ lực em. Các bác dẫn muốn giật nhẹ nhàng thì các bác hãy bật xả áp lên thì giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đó, con này là cũng là nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình thôi, nhưng mà công suất của nó là lớn hơn con D7. Nên là giá của nó đôi khi có cao hơn, nên là các bác vui lòng cân nhắc giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. Echokeurit thương hiệu quá nổi tiếng của dòng Nhật Bản luôn rồi. Máy móc tình trạng nguyên zin, cửa hàng chúng em chưa bung chạm gì cả. Giá 2.150.000 cho con D8 các bác nhá. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng, kế tiếp là con D9. D9 con này là hệ cưa xích Tananka Made in Japan ạ. Hàng này 33 3359, con này công suất của nó là 33cc các bác nhá. Đó, dòng cưa xích Tananka, con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. Lam con này là mặt cắt được 35 phân, xích là xài xích chung 91, được tích hợp tăng chỉnh xích lam trực tiếp ở trên phần cây lam luôn các bác nhá. Đó, có tích hợp núm mương xăng phụ cho các bác luôn. Hệ cưa tay gài nhỏ gọn, công suất 33cc. Giá 1.900.000 cho con D9 các bác nhá. Dạ vâng, qua con D10 là con máy cưa Hitachi. Hitachi cũng dòng cưa tay dài nhỏ nhẹ. Con này thì công suất của nó là 31cc các bác nhá. Cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là D10, giá 1.950.000 các bác nhá. Đó, tích hợp một ốc lam. Hitachi hãng quá là thương hiệu rồi của Nhật Bản các bác nhá. D10 giá 1.950.000. Các bác nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là hai con cưa xích
D11 và D12. Hai con này là dòng cưa tay cụt các bác nhá. Rất là phù hợp cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao, cũng như là cắt tỉa cành, dọn vườn đầu linh tinh nhá. Hay leo như kiểu là đôi khi ở trong chỗ em mà các bác mà hay leo trên cành bơ, lên cây bơ cái biết mà muốn cắt tỉa cành trên cây bơ à. Cầm rất là tiện nhá, cầm một tay có thể cầm được luôn. Con này đầu tiên là con D11. Con D11 giá 1.800.000. Hàng cưa Tananka các bác nhé. Công suất 33cc. Tình trạng máy cực đẹp luôn ạ. Làm xích này các bác nhìn. Làm xích quá VIP luôn các bác nhá. Xích là xài xích chung 91 nguyên zin của nó. Tích hợp núm bơm xăng phụ cho các bác luôn. Rất là nhỏ nhẹ các bác nhá. Đó, hệ cưa Tananka cực kỳ nhỏ nhẹ. Con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.800.000. Cụt 1.800.000 các bác nhá. Dạ vâng, cuối cùng là con D12 là một con máy cưa Makita. Hãng Makita, con này thì cực VIP luôn các bác nhá. Cây máy này quá là đẹp các bác nhá, chỉ còn phần hơi nước một tí xíu thôi. Ngoài trời giờ thì nó cũng đang mưa bay ấy à. Sao? Đó, máy móc tình trạng quá VIP, quá đẹp luôn các bác nhá. Ốc lam các bác nhìn qua ốc lam ạ. Vàng chói lóa luôn các bác nhá. Mỗi cây lam xích thì nó hơi bị cũ một tí xíu thôi. Còn máy con này thì quá đẹp luôn ạ. Máy quá đẹp luôn các bác nhá. Dây giật này. Cả chúng em, dây giật các bác nhìn nào, chẳng căng sờ beng luôn các bác nhá. Đó, con này được ký hiệu là D12, giá 2 triệu đồng. Con súp của con này là 34cc, cực kỳ khỏe luôn các bác nhá, cực kỳ khỏe luôn ạ. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh hết rồi. Máy nổ thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Để tiếng gang ti của nó thì hãng Makita thì quá VIP luôn rồi. Đó. Con này là giá 2 triệu đồng. Con D12 các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Đó. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Con này thì quá VIP, quá đẹp luôn rồi. Rồi, kết thúc lô video ngày hôm nay thì các bác nào mà ưng ý con nào thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em các bác nhá. Cửa hàng chúng em không cần cọc ạ. Không cần cọc các bác nhá. Các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, vui lòng các bác vui lòng, do là không cọc nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nha. Các bác nào mà ưng ý con nào thì hãy tua đi tua lại để xem kỹ video, để cảm thấy ưng ý thì hãy đặt hàng các bác nhá. Để tránh tình trạng hàng tới rồi các bác lại bom hàng thì rất là tội cho cửa hàng chúng em. Đôi khi bán cái máy thì nó trả lời được bao nhiêu đâu ạ, nhưng mà tiền ship rồi các bác, nếu mà các bác hàng tới các bác không nhận nè thì cửa hàng chúng em phải chịu tiền ship đi ship về, nó thật sự cực kỳ mắc luôn. Nên là các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhé. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng, hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em. Zalo thì cửa hàng chúng em vẫn sử dụng số điện thoại trên ở để trên màn hình luôn các bác nhé. Đó rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác.